Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nội dung về ước và bội. Và như các bạn đã biết là mình đã học được hai bài đầu tiên. Một là học về định nghĩa ước bội. Bài số 2 đó là bài hôm trước. Vấn đề thứ 16 là ước chung và bội chung. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về ước chung lớn nhất. Bài tiếp theo nữa thì các bạn sẽ tìm hiểu về bội chung nhỏ nhất. Đó chính là những cái nội dung rất là quan trọng trong chương trình số học lớp 6 và trải qua rất là nhiều bài như vậy người ta chia nhỏ ra ấy, là để giúp các bạn có được một cái tiến trình khi mà thực hiện Khi mà đưa ra một cái yêu cầu liên quan đến ước và bộ thì các bạn cần phải nhớ lại cho cô là để tìm được làm được yêu cầu đó thì chúng ta sẽ thực hiện theo những cái bước nào Thế thì để học tốt được bài ngày hôm nay thì các bạn cần phải thực hiện được cho cô những cái nội dung liên quan đến bài trước nên là chúng ta hãy cùng nhìn lại những bài tập về nhà bài tập về nhà thì cô có gợi ý với các bạn là hai bài tập trong đó bài đầu tiên có liên quan đến yếu tố thực tế thì ở ví dụ trong những bài trước thì cô cũng cho khá ít về phần này tuy nhiên thì trong thực tế mình gặp rất là nhiều có liên quan đến ước và bội nếu mà các bạn chưa bao giờ làm thì thấy nó khá là lạ và khó tuy nhiên nếu mà các bạn suy nghĩ kỹ hơn thì chúng ta sẽ chắc chắn là hiểu được ví dụ ở đây là bác thành đang có 120 cây bắp cải giống và 276 cây su hào giống. Tức là bác ấy đang muốn trồng hai loại cây này và sẽ xây dựng từ loại giống cây giống đúng không? Đó. Và bác dự định là sẽ trồng sen à, trồng sen lẫn giữa hai loại. Và em hãy giúp bác sao cho là khi mà trồng thì đảm bảo là mỗi hàng thì có số lượng su hào và bắp cải thì bằng nhau ở đây là sẽ có một chút khó hiểu trong cái đoạn cuối này nhiều bạn là hiểu là mỗi hàng số su hào và bắp cải bằng nhau tức là chia đôi ra đúng không nhưng mà thực ra ý ở đây là không phải như vậy mà ý là so sánh hai hàng thì số lượng su hào nó sẽ như nhau và số lượng bắp cải cũng thế như vậy là tính số lượng của tất cả các hàng thì số lượng bắp cải sẽ giống hết nhau và số lượng su hào cũng như vậy. Đó. Nó sẽ khác biệt khi mà các bạn đưa ra kết quả Thì chúng ta có thể lấy ví dụ cụ thể Thế thì ở đây để dễ hiểu hơn Thì cô sẽ lấy một cái ví dụ như sau Ví dụ là cô sẽ Chỉ lấy là 6 bắp cải thôi nhá Với số lượng ít Và 10 xu hào Khi mà trồng thành một số các hàng nào đó mà mình vẫn chưa biết được nhưng mà về số lượng thì là như nhau thì các bạn có thể thử. Ví dụ nếu mà chúng ta chia hai hàng đúng không? Thì ở đây sẽ ở cái hàng đầu tiên thì sẽ có 3 bắp cải. Và 5 xu hào. Ở hàng tiếp theo cũng như vậy. Như vậy là chúng ta sẽ chia được thành hai hàng. Còn cách chia nó khác hay không? Nếu mà vẫn giữ nguyên thì chỉ có một hàng rất là dài gồm 16 cây đúng không? Đấy. Và nó sẽ không phù hợp cho số lượng nhiều như ở bài thực tế này. Còn không còn một cách nào khác nữa. Đấy thì chúng ta có thể thấy được là đây là cô chỉ lấy một ví dụ nhỏ và thấy được là cái số 2 này tức là hai hàng nó sẽ có mối quan hệ gì với số 6 và số 10. Đó, tức là nó sẽ chia hết phải không ạ? Ví dụ số 3 này thì số 6 cũng chia hết cho 3 hay số 10 cũng chia cho 5, nhưng nói về hai hàng thì rõ ràng là nó là sự giống nhau của các hàng và các bạn có thể hiểu nó chính là ước chung của 6 và 10. Thì chúng ta có thể liệt kê được ước của 6 sẽ có những phần tử nào nhỉ? Đó là 1 2, 3 và 6. Cái này chúng ta đã thực hiện ở bài trước rồi. Còn ước của 10. 1 2 5 và 10. Đó. Như vậy là ước chung ước chung của 6 và 10 sẽ có hai phần tử đó là 1 và 2 và nếu là một thì cô đã nói rồi, sẽ được một hàng rất là dài. Còn nếu là hai thì chúng ta sẽ chia được như ở trên sơ đồ này. Đấy. Thì thấy được là tương tự sang bài số 1 này thì các bạn cũng sẽ đi tìm số hàng chính là ước chung của hai số 120 và 276. Đó. Thế thì tiếp theo một cái trở ngại nữa đối với một bài toán thực tế đó là chúng ta rất khó trình bày bởi vì là với cái ngôn ngữ về ước chung và bội chung ấy Thì các bạn lại phải đi gọi ẩn x chẳng hạn đúng không Để sau đó là chúng ta sẽ cho x là ước của 120 và 276 Hoặc là có một cách khác là các bạn lập luận bằng từ ngữ Đấy. Thì chúng ta có thể lựa chọn cách làm nào, nào phù hợp với bản thân mình cũng được nhé Ở đây thì cô sẽ hướng dẫn các bạn trình bày một chút cho bài số 1 Các bạn có thể gọi N là số hàng có thể giúp à, số hàng thỏa mãn điều kiện mà bác Thành muốn trồng. Và đương nhiên N sẽ phải là thuộc tập hợp các số tự nhiên đúng không? N là số hàng thỏa mãn yêu cầu của bác Thành. điều kiện là n sẽ thuộc n sao là bởi vì không bao giờ có chuyện là không hàng Đấy, chúng ta sẽ xuất phát từ một hàng sau đó là hai ba hoặc bốn hoặc năm vân vân và theo như đề bài thì các bạn có thể suy ra luôn theo đề bài hoặc là theo bài ra nhé thì ta sẽ có luôn đó là 120 thì chia hết cho n và 276 cũng chia hết cho n. Các bạn có thể làm quen dần với cái ký hiệu này, đây là ký hiệu thể hiện cho chữ và hoặc là chúng ta viết bằng chữ. Từ đó thì có thể dễ dàng suy ra được theo điều kiện của ước chung đúng không? Thì n là một ước chung của ở đây cô viết tắt 120 và 276 đoạn này các bạn có thể ghi là n thuộc ước chung nếu mà chúng ta ghi là ước chung 120 và 276 như thế này thì các bạn sẽ ghi ký hiệu là thuộc chứ không phải là ghi là một nhé còn nếu mà chúng ta ghi bằng chữ thì chúng ta sẽ ghi bằng một câu như thế này được chưa? Đấy. thì có một cái tương tự thì chúng ta có thể viết là n thuộc tập hợp ước chung của hai số ở trên và bây giờ điều quan trọng là đi tìm ước chung đúng không? chúng ta sẽ đi tìm từng ước riêng. Công đoạn tìm ước này thì nó khó khăn hơn rất nhiều như cô đã phân tích. Đó là chúng ta sẽ phải đi chia cho những cái số mà nhỏ hơn nó. Và tới 120 thì biết chia bao giờ mới xong đúng không? Nên là các bạn thường là sẽ nhậm. Đó. Các bạn có thể nhậm như sau. 120 thì sẽ bằng 1 x 120 này. Tiếp theo là chia hết cho số nguyên tố 2 đúng không? 2 x 60 3 x 40 đúng không? Còn bằng 4 x 30 Có chia hết cho 5 không? Có Bởi vì nó có tận cùng là 0 Chia 5 thì sẽ được 2 này 24 x 5 đúng không? Tiếp theo chia cho 6 120 chia cho 6 thì sẽ được 20 đó thì chúng ta sẽ nhẩm những cái số nhỏ nhất và bao giờ nó lập lại thì thôi. Tiếp theo là chia cho 7 thì 0 này. 8 thì sao ạ? 8 thì ở đây sẽ được 1 lần và dư 4. 40 vẫn chia cho 8 đúng không? Đó. Đây là được 1 lần thì sẽ là 1 này. 40 chia 8 là được 5. Là cô sẽ viết tiếp ở đây. Chia cho 9. 9 là 0 đúng không? Bởi vì là 120 có tổng các chữ số là 3 thì không chia được cho 9 rồi Chia được cho 10 thì sẽ là 12 Không chia được cho 11 Và tiếp theo là chia hết cho 12 thì nó sẽ bị lặp lại này Sau 13 thì không chia hết 14 không Chia cho 15 bị lặp lại Như vậy thì đây là toàn bộ những cái cặp mà nhân với nhau bằng 120 Thì chúng ta có tới rất nhiều các ước Đấy thì các bạn có thể ghi lại

60 và 120. Đó. Các bạn sẽ thấy hơi khó chịu một chút bởi vì số lượng ước của nó khá là lớn, nhưng mà chúng ta vẫn phải liệt kê hết ra. Và tương tự với 276. Để đỡ mất thời gian thì cô đã liệt kê luôn các ước của 276 vì nó tương tự với 120 thì các bạn cũng phân tích như cô đã hướng dẫn ở đây. Đấy thì chúng ta từ hai tập hợp ước này rút ra được là n sẽ thuộc à tập hợp ước chung của hai số. Và sẽ thấy được những ước chung nào nhỉ? Đó là 1 2 3 4 6 và 12. Và kết luận là sau khi mà thực hiện xong liên quan đến thuộc tập hợp ước chung thì các bạn có thể đưa ra một cái kết luận là bác Thành có thể là thực hiện là trồng trong một hàng chẳng hạn nhưng mà nó quá là lớn đúng không? Số lượng lớn này. Hai hàng hay là ba hàng, bốn hàng, sáu hàng hoặc là 12 hàng và chia đều ra là nó sẽ thỏa mãn điều kiện của bác ấy. Thế thì không phải là chúng ta chỉ thực hiện đến đây là sẽ xong mà bác ấy sẽ phải dựa vào cái diện tích của mình hay là cái hình dáng của cái phần đất đấy để thực hiện chọn số hàng cho phù hợp. Đó. Thì kết thúc cái bài số 1 này là chúng ta thấy được là một cái ý tưởng rất lớn ở trong đời sống liên quan đến ước chung của hai số đúng không? Và đây cũng là một trong những cái ý tưởng mà thường gặp. Tuy nhiên thì trên thực tế ấy, không phải là lúc nào cũng sẽ là 120 cây hay là 276 cây Nó có thể thay đổi Hoặc là trong quá trình trồng ấy Thì có một số cây là nó không sống được Thì người ta sẽ cho thêm, bổ sung thêm vào Hoặc là nó bị mất vân vân đấy Thì cái này nó cũng chỉ là một cái bài toán để chúng ta thấy được cái sự ứng dụng Và sau này nếu mà chúng ta làm nhiều hơn thì các bạn sẽ nhìn xa hơn với các điều kiện khác nữa Bây giờ chúng ta hãy nhìn lại cho cô về bài số 2 Các bạn có thể quan sát thấy được bài số 2 thì khá là giống với cái ví dụ cuối cùng mà cô đã giới thiệu trong bài trước. Đây là một ví dụ khó. Tuy nhiên thì ở ví dụ hôm trước thì người ta yêu cầu đi tìm ước chung của hai số này. Tức là chưa cho một số cụ thể. Nhưng mà ở đây người ta còn gợi ý là kiểm tra cái số 4 có phải là ước chung hay không. Đó thì rõ ràng là nó hơi hơi giống nhưng mà không phải là hoàn toàn như nhau đúng không? Thì các bạn phải tư duy là liệu mình có thực hiện giống như bài trước hay không hay là chúng ta sẽ có thể thực hiện được theo một vài cách nào khác. Thế thì nếu mà giống như bài trước thì chúng ta sẽ làm thế nào để triệt tiêu được 2n đúng không? Đó là đi nhân nhân 2 vào cái số này sau đấy trừ đi thì các bạn sẽ thấy được là ước chung sẽ là ước của bao nhiêu. Đấy là một cách làm. Cách làm số 2 là chúng ta sẽ đi kiểm tra số 4 có phải là ước chung hay không Kiểm tra thật luôn trong trường hợp cụ thể Bởi vì các bạn biết rằng là N nó là cái số mà chưa cụ thể Nhưng mà khi chúng ta cho nó một giá trị Thì hai cái số ở đây nó sẽ có kết quả rõ ràng Và ví dụ là cô cho N bằng 1 Thì N cộng 1 sẽ bằng 2 đúng không? Và bằng 2 thì làm sao mà nhận số 4 là ước được? Tiếp theo nếu mà cô cho N bằng uh, 3 đi N bằng 3 để cái này là 4 Thì đúng là nó nhận 4 là ước Nhưng mà bên này thì sao? N bằng 3 thì sẽ là 2 x 3 bằng 6 cộng 5 là 11 11 cũng không nhận 4 làm ước Đấy Thì các bạn có thể thử một vài trường hợp và kết luận được là 4 thì không phải là ước chung của hai số tuy nhiên thì đối với một cái bài tổng quát như thế này thì chúng ta vẫn nên thực hiện theo xu hướng tổng quát hơn bởi vì liệu đâu là ở xa xôi chỗ nào đấy mà chúng ta không thể kiểm tra được thì nó lại là ước chung đúng không Đó. thế thì bài này làm tốt nhất là chúng ta vẫn đi trình bày nhé tức là đi gọi đây là bài số 2, cô sẽ gọi x là một ước chung của n cộng 1 và 2n cộng 5. Đương nhiên là x sẽ cần phải thuộc n sao. Theo đề bài thì chúng ta sẽ có được Đó là sao? n cộng 1 thì chia hết cho x Bởi vì theo định nghĩa về ước chung x là ước chung của hai số này nên là cả hai số đều chia hết cho x 2n cộng 5 cũng thế và như cô đã hướng dẫn thì chúng ta sẽ nhân 2 vào phía trên đúng không? Để xuất hiện 2N để triệt tiêu được cho cái bên dưới Cái này cô đã hướng dẫn các bạn ở tiết trước rồi Ở dưới vẫn là 2N cộng 5 Và bây giờ thì chúng ta xét hiệu Đương nhiên là cộng 5 sẽ lớn hơn cộng 2 Thì chia hết cho x Và từ đây suy ra 2n với 2n hết 5 trừ đi 2 thì được 3 3 chia hết cho x Từ đây thấy được là x sẽ có hai giá trị thỏa mãn đó là 1 và 3 Bởi vì nó là thuộc n sao đó, ước chung của hai số Và thấy được là với N bất kỳ là số tự nhiên Thì chỉ có 1 và 3 là hai ước chung của nó thôi chứ không bao giờ xuất hiện số 4 đúng không? Thì từ đây là chúng ta kết luận được là vậy 4 thì không thể là ước chung của hai số đã cho. Các bạn có thể ghi cụ thể là n cộng 1 và 2n cộng 5 thêm điều kiện là n Người ta cho luôn là n là một cái số tự nhiên đúng không? Tức là nó có thể bằng 0 ấy các bạn Thế thì ở bài số 2 này cô muốn nói một cách khác Đây là cái cách mà chúng ta làm giống như bài trước đúng không? Chỉ là khác cái phần kết luận là theo yêu cầu của đề bài Nhưng mà bài số 2 thì cô muốn hướng các bạn đến một cái cách tư duy khác Là bởi vì số 4 nó đã cụ thể thì chúng ta hoàn toàn có thể thử thử các trường hợp của N và thấy được là có một vài trường hợp nó không thỏa mãn và chưa thấy một trường hợp nào nó thỏa mãn cả. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì làm với bài tổng quát thì chúng ta vẫn thực hiện theo xu hướng này hơn nhé. Thì kết thúc hai bài tập về nhà hôm trước là các bạn đã nhớ lại được thế nào là ước chung và bội chung về quy trình thực hiện cũng như một số các dạng bài tập thường gặp. Thì chúng ta hãy rèn luyện nhiều hơn. Còn bây giờ thì sẽ Học về bài hôm nay đó là về ước chung lớn nhất. Nội dung trong video này các bạn và cô sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề thứ 17, đó là ước chung lớn nhất. Đương nhiên là nó khác với hai bài trước là bổ sung thêm cái chữ lớn nhất này. Và cái từ lớn nhất này nó đã thể hiện được toàn bộ cái ý nghĩa rồi, đó là chọn ra một cái ước chung và thỏa mãn là lớn nhất ở trong tập hợp ước chung của hai hoặc là nhiều số. Đấy nó chỉ là đơn giản như vậy thôi. Tuy nhiên thì sẽ có hai con đường để các bạn có thể thực hiện được. Một là chúng ta sẽ lựa chọn là đi liệt kê ra các ước chung rồi đi chọn số lớn nhất. Hai là chúng ta sẽ dựa vào một cái phần mà các bạn đã được học ở đằng trước đó là phân tích một số ra thừa số nguyên tố, tức là có thể dựa vào đó để chúng ta đi tìm ước chung lớn nhất đối với những số lớn. À, nói thêm là cái phần này nó quan trọng như thế nào mà chúng ta cần phải đi tìm hiểu. Đó là ước chung lớn nhất thì là cái phần mà chúng ta dùng để rút gọn phân số là chủ yếu. Tức là khi các bạn muốn rút gọn một cái phân số thì chúng ta thường sẽ chia cả tử và mẫu cho ước chung lớn nhất để nó là tối giản. Và nói theo cách đó thì cái phần này nó rất quan trọng cho chuyên đề sau những cái chuyên đề liên quan đến phân số hay là về rút gọn Và ngoài ra thì nó còn rất nhiều các dạng bài khác liên quan đến ước chung hay là ước của một số Rồi về chia hết vân vân và lũy thừa Đấy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung của bài giảng ngày hôm nay Thì như cô đã nói là ở phần 1 chúng ta chỉ đi tìm hiểu đơn giản về định nghĩa Đương nhiên là ước chung lớn nhất thì sẽ là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung, đúng không? Ví dụ Hôm trước là chúng ta có liệt kê được ước của số 4 sẽ là à 1, 2 và 4 phải không ạ? Còn số 6 1 2, 3 và 6. Vậy thì ước chung của 4 và 6 sẽ gồm hai phần tử 1 và 2. Và ước chung lớn nhất nó cũng được viết tắt theo tư duy của ước và ước chung Đó là những cái vần viết ở đằng trước và viết hoa Đấy thì các bạn sẽ bổ sung thêm này Ước chung Đấy Như thế này gọi là ước chung lớn nhất Đấy chưa ạ Và ghi số 4 và số 6 vào đây Nhớ nhá đây là ký hiệu này Và nó sẽ chính là Có một phần tử thôi đúng không đó chính là cái số số 2. Và không giống như là ước hay là ước chung, nó là một tập hợp thì ước chung lớn nhất nó chỉ là một số thôi, nên là các bạn sẽ viết như thế này và chúng ta không để nó dưới dạng tập hợp. Nhớ là đây là một số nhá. Ở trên thì chỉ cần là một phần tử hay là không có phần tử nào thì cũng phải viết tập hợp, nhưng mà ở bên dưới ước chung lớn nhất thì là một số. Nên là các bạn phải lưu ý phần này. Tiếp theo là có thể ứng dụng để thực hiện cho cô cái ví dụ 1 Là chúng ta đi tìm ước chung rồi sẽ suy ra ước chung lớn nhất Tương tự như cái phần ví dụ cô đã nêu lại ở trong bài giảng trước Thì đây chúng ta sẽ thực hiện nhanh Bởi vì bây giờ là các thao tác này mình đã rất là thành thạo rồi đúng không? Đầu tiên là chúng ta sẽ đi liệt kê ước của 36 đây là những cái số nhỏ thì các bạn có thể nhẩm chia cho từ 1 đến 36. Đầu tiên là số 1 chắc chắn rồi. 2 3 4 6 9 12 18. Còn bao nhiêu nữa không ạ? À 36 đúng không? Có thể nhẩm bằng 1 x 36 này. 2 x 18, 3 x 12, 4 x 9 và 6 x 6 tương tự với ước của 48 Thì các bạn lại nhậm giúp cô Đầu tiên cũng là số 1 2 này 3 4 5 không được 6 7 không được 8 đúng không 6 x 8 48 Sau khi cái dấu chấm phẩy này viết xong ấy Thì các bạn đã thấy được nó đã bị lặp lại rồi Và chúng ta chỉ việc đi Chia cho những cái số ở bên này thôi 48 chia cho 4 thì được 12 chia cho 3. Ở đây là được 1 lần này. 16 đúng không? Chia cho 2. 24 và 48. Đây ạ, cô sẽ nhắc lại một lần nữa này. Chúng ta sẽ chia cho những cái số nhỏ từ nhỏ đến lớn, sau đó là các bạn sẽ thấy được là đến một lúc nào đấy nó sẽ bị lặp lại và từ đấy trở đi thì chúng ta sẽ chia cho những cái số đằng trước này thì nó sẽ ra các số đằng sau. Suy ra được là ước chung của 36 và 48 thì sẽ là 1 2 3 4 6 12 đúng không? Và ước chung lớn nhất thì sao? Chính là số 12. Ví dụ như là ở cái bài toán về bài tập về nhà mà bác Thành có mong muốn là các bạn giúp bác đấy tìm ra cái số hàng để trồng cây thỏa mãn ấy Thì nếu mà bác đặt thêm một cái điều kiện nữa là sao cho số hàng là lớn nhất Thì chúng ta sẽ thấy được nó chính là ước chung lớn nhất của 120 và 276 Chính là cái số 12 này đó. Bởi vì là nhiều lúc là mình lại mong muốn với cái số lượng nó lớn nhất chứ không phải là những cái số lượng bất kỳ khó lựa chọn đúng không? Thì các bạn có thể áp dụng những cái bài toán thực tế ngay trong cái tiết dạng này. Tiếp theo là với phần B thì chúng ta thực hiện tương tự nhưng mà phần B này có vẻ nó còn dễ hơn cả phần A. Ước của 2 thì sẽ bằng 1 và 2. Còn ước của 5 1 và 5 Tại sao chúng ta lại biết nhanh như vậy? Là bởi đây là hai số nguyên tố Và ước của các số nguyên tố thì chỉ có thể là một và chính nó thôi Đấy. Từ đây suy ra được ước chung của 2 và 5 sẽ bằng à, một tập hợp có 1 phần tử Đây các bạn nhớ này Ước chung thì vẫn là tập hợp nhé Nhưng mà ước chung lớn nhất thì sao? À, ước chung lớn nhất thì chỉ là một số thôi Ghi dấu bằng và bằng Một Được chưa? Đó. Hoặc là nếu mà các bạn có thể hiểu Nó như là một cái tập hợp Có một phần tử Thì cũng đúng thôi Tại vì chúng ta đặt tên thôi đúng không? Tuy nhiên thì để cho giống như trong sách giáo khoa Thì các bạn hãy ghi cho cô Là một phần tử như thế này Thế thì người ta sẽ gọi là Ước chung lớn nhất Của hai số bất kỳ Mà bằng một thì người ta gọi hai số đó là hai số nguyên tố cùng nhau. Ở trong bài trước thì cô phát biểu là nếu tập hợp ước chung của hai số mà chỉ có số 1 thôi thì hai số đó nguyên tố cùng nhau. Tuy nhiên thì uh, sau từ cái bước ước chung chuyển sang ước chung lớn nhất thì nó vẫn giống nhau đúng không? Đấy thì từ đây chúng ta sẽ kết luận lại là nêu thêm một câu nữa là nếu hai số có ước chung lớn nhất bằng 1 thì chúng là hai số nguyên tố cùng nhau các bạn nhớ cho cô bởi vì là hai số nguyên tố cùng nhau hay không nó rất là quan trọng trong phần chia hết cũng như trong phần tìm ước và bội chung đấy thì các bạn phải rất là lưu ý ở bài sau thì cô sẽ phân tích kỹ hơn về cái phần này và sau khi thực hiện xong cái ví dụ một này thì cô có nêu ra một vài các chú ý như sau đó là tất cả các ước chung của a và b thì đều là ước của ước chung lớn nhất tại sao lại như vậy có thể quan sát này. Đây là tập hợp ước chung của 36 và 48. Có phải nó đều là ước của 12 không? Có đúng không? Đấy. Hay là đây cũng có số 1 này, nó cũng là ước của số 1. Hay ví dụ như đây là ước của 4 và 6, ước chung thì nó cũng là ước của số 2 là ước chung lớn nhất. Cái câu này rất là quan trọng cái câu này thể hiện là các bạn có thể tìm ra ước chung lớn nhất rồi mới đi tìm ước chung đây là một cách bởi vì chút nữa chúng ta sẽ học thêm một cách làm đi tìm ước chung lớn nhất thông qua phân tích một số ra thừa số nguyên tố nhớ cho cô nhận xét a tiếp theo là nhận xét b là hai hay nhiều số thì có ước chung lớn nhất bằng một thì sẽ gọi là các số nguyên tố cùng nhau cái này thì cô đã vừa nhắc với các bạn rồi thì uh, vừa rồi là chúng ta đã đi vào phần đầu tiên đó là ước chung lớn nhất Phần này nó không có gì mới cả Nó xây dựng chủ yếu trên tập hợp ước chung và chọn ra số lớn nhất thôi Nhưng mà sau đây cô sẽ giới thiệu với các bạn một cách để chúng ta đi tìm ước chung lớn nhất Thông qua phân tích đa... à, phân tích một số ra thừa số nguyên tố ở phần số 2 thì như tiêu đề, chúng ta sẽ cùng đi dựa vào phân tích một số ra thừa số nguyên tố rồi đi kết luận ước chung lớn nhất. Tức là các bạn đang bỏ qua hai bước, một là đi tìm ước, hai là đi tìm tập hợp ước chung và chúng ta đến luôn với ước à đến luôn với cái bước cuối cùng đó là suy ra ước chung lớn nhất. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện theo ba bước như sau. Bước 1 là phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. Cô sẽ lấy ví dụ đồng thời nhé. Ví dụ là chúng ta sẽ đi tìm ước chung lớn nhất của số vừa rồi là chúng ta sẽ lấy luôn là 12 và 36. Thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện bước 1 là đi phân tích mỗi số ra thử số nguyên tố. Phân tích này thì cô đã hướng dẫn các bạn rất là kỹ ở trong cái bài về phân tích một số rồi Đầu tiên là chúng ta có thể có ba cách làm Hoặc là theo sơ đồ cây Theo sơ đồ hàng dọc Hoặc là đặt tính rồi tính như ở tiểu học Đấy. Thì chúng ta có thể đặt tính bình thường Nhẩm là chia hết cho 2 Được 6 này Chia tiếp cho 2 được 3 Chia tiếp cho 3 thì được 1 Và như vậy nó sẽ bằng 2 bình phương nhân 3 Tiếp theo là 36 cũng thế. Chia cho 2, 18. Chia cho 2 được 9. Và 9 thì bằng 3 bình, ai cũng biết rồi. Được chưa? 9 này thì bằng 3 bình phương. Tích tích nhé. Sau khi thực hiện xong bước 1, chúng ta đến với bước số 2. Đó là chọn ra các thừa số nguyên tố chung. Các thừa số nguyên tố chung chính là cơ số ở trong những cái phần có là thừa số như này. Đấy. Tức là các bạn thấy được là nó chính là 2 3 2 3 thì gạch chân ở từ chung, tức là chúng ta chọn được là số 2 và số 3 đúng không ạ? Đây là chọn ở trong đầu nhá. Đây cô có thể ghi ra đây. Chúng ta sẽ chọn 2 và 3. Và bước số 3 đó là các bạn sẽ lập tích các thừa số đã chọn. Đó, tích là 2 x 3 đúng không? 2 x với 3. Và mỗi thừa số thì lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Thế thì nhiều bạn nghĩ là nhỏ nhất nó sẽ là mũ 0. Nhưng mà không phải nhỏ nhất nhưng mà nó phải thể hiện ở trên hai cái phân tích này. Thì với số 2 thì thấy được là cả hai phân Cả hai số thì đều có mũ là 2 cả, chúng ta sẽ lấy luôn. Và ở trên này thì 3 này viết một mình thì có thể viết là 3 mũ 1. Còn ở đây 3 mũ 2 như vậy chúng ta sẽ lấy mũ nhỏ hơn sẽ là mũ 1 đúng không? Đó. Và đây chính là ước chung lớn nhất phải tìm của số 12 và số 36. Và cô sẽ viết lại 2 mũ 2 nhân 3 mũ 1. Và các bạn sẽ tính được ra kết quả đây là 2 mũ 2 nhân 3 sẽ bằng 12. Và thông qua ba bước này thì các bạn đã thực hiện được cách đi tìm một ước chung lớn nhất của hai hay là nhiều số mà không cần phải đi liệt kê các ước và đi liệt kê tập hợp ước chung cô biết rằng là chúng ta mới học về phần ước và bội ấy, thì cái phần đi liệt kê tập hợp ước rồi ước chung nó rất là vất vả bởi vì chúng ta phải đi thử thử là nó có chia hết cho các số nhỏ hơn nó hay không rồi chúng ta mới kết luận đấy thì phần đấy nó rất là dài và mất thời gian bây giờ chúng ta đã có một công cụ rất là mạnh đó là phân tích một số ra thừa số nguyên tố thì cái phần này được áp dụng rất nhiều trong phần tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất ở tiết sau Thế thì nhiều bạn là đang thắc mắc là em đã biết thực hiện ba bước rồi nhưng mà tại sao mà sau khi thực hiện xong thì nó lại đúng là ước chung lớn nhất. Thì các bạn phải biết là sự chung nhau giữa hai số là gì? Tức là mỗi một số thì khi phân tích ra thừa số nguyên tố nó sẽ chỉ có một kết quả như thế này thôi. Đây là chúng ta đang sắp xếp theo thứ tự. Còn nếu mà không sắp xếp thì đương nhiên là nó vẫn có từng đấy số 2 rồi từng đấy số 3 vân vân đúng không? Đấy. đấy là một cái yếu tố quan trọng cái thứ hai là để cấu tạo nên ước chung thì nó chắc chắn là phải chia hết cho những cái số chung thế thì ở đây là mình thấy được cái số 2 chung và cái mũ nhỏ hơn thì chúng ta sẽ lấy để đảm bảo cho cả hai số chia hết cho hai mũ của cái mũ đấy. đấy và tương tự với số 3 cũng như thế thì qua một cách hiểu đơn giản như vậy là chúng ta hiểu được là theo các bước này thì sẽ ra được ước chung lớn nhất được chưa? Ngoài ra thì với ba bước này còn áp dụng được cho 3, 4 hoặc là nhiều số hơn chứ không phải là chỉ là hai số như ở trên Các bạn sẽ thực hiện tương tự giống như cô đã làm Và thông qua ba bước thì chúng ta có một vài các nhận xét như sau Chú ý là trong các số đã cho thì nếu số nhỏ nhất là ước của các số còn lại Thì ước chung lớn nhất của các số đã cho chính là số nhỏ nhất ấy Chúng ta đọc lại nhé. Tức là trong các số đã cho này, cái số nhỏ nhất thì là ước của những số còn lại thì cái số nhỏ nhất ấy chính là ước chung lớn nhất. Ví dụ ở đây là 12 và 36 thì nhận xét ngay đó là 12 thì là ước của 36. Hay nói cách khác là 36 chia hết cho 12. Và kết luận luôn nó chính là ước chung lớn nhất. Thì thông qua cái phần chú ý này chúng ta không cần phải thực hiện 3 bước mà các bạn có thể kết luận được luôn và thêm nữa mở rộng ra với 3, 4, 5 hoặc là nhiều hơn thì nếu chúng ta nhận xét được cái chú ý này thì các bạn cũng có thể kết luận được Đó. thế thì à, vừa rồi là cô đã hướng dẫn các bạn đi tìm ước chung lớn nhất thông qua phân tích một số ra thừa số nguyên tố thì các bạn nhớ cho cô về ba bước mình thực hiện một là phân tích này hai là chọn ra thừa số chung ba là nhân tích của chúng nhưng mà lấy mũ là nhỏ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo. Chúng ta sẽ thực hiện thêm một ví dụ liên quan đến tìm ước chung lớn nhất dựa vào ba bước mà cô đã giới thiệu ở phần số 2. Thì ở đây ví dụ một có 4 ý và có gồm các phần có hai số hoặc là ba số thì cô sẽ hướng dẫn các bạn làm phần A và phần B. Còn phần C và phần D thì các bạn có thể coi như là bài tập thêm để chúng ta luyện tập. Thì đầu tiên là đối với phần A thì các bạn cũng sẽ thực hiện giống như là trong phần hướng dẫn, nhưng mà chúng ta sẽ không ghi cụ thể là các bước mà các bạn có thể phân tích và suy ra luôn ước chung lớn nhất. Chúng ta sẽ trình bày như sau. Đầu tiên thì các bạn đi phân tích số 30 và số 70 ra thừa số nguyên tố. Chúng ta phân tích thì chắc chắn là sẽ cần dùng đến nháp rồi đúng không? Cô sẽ thực hiện theo cột dọc nhé Chia hết cho 2 15 thì chia hết cho 3 Được 5 Chia tiếp cho 5 và được 1 Khi mà kết thúc tại số 1 thì sẽ dừng lại Và nó sẽ bằng 2 x 3 x 5 Cũng nên viết theo thứ tự tăng dần Tương tự với 70 70 chia hết cho 2 được 35. Chia được cho 5 phải không ạ? Được 7. Họ tương tự. Thì cũng có ba số. 2 x 5 x 7. Thế thì uh, chúng ta lại chọn ra những thừa số chung thì chính là số 2 và số 5. Còn số 3 thì ở trên có mà ở dưới không, số 7 ngược lại nên là các bạn không lựa chọn. Và chúng ta sẽ suy ra luôn ước chung lớn nhất của 30 và 70. Các bạn sẽ viết theo thứ tự và chúng ta sẽ thêm mũ. Mũ thì thấy luôn được là ở đây không có lũy thừa nào với số mũ khác một đúng không? Tất cả không có mũ thì nó đều thể hiện là số 1 hết nên là chúng ta dễ chọn rồi. Sẽ là 2 x 5 luôn và bằng 10 các bạn sẽ trình bày đơn giản như thế này nhé bởi vì cái bước chọn là chỉ là nghĩ ở trong đầu thôi Đấy. tương tự với phần B phần B này thì chúng ta lại phân tích, 12 thì phân tích nhiều rồi, sẽ bằng 2 bình nhân 3 15 thì bằng 3 nhân 5 còn 28 thì bằng ở đây sẽ là 2 bình phương nhân 7 28 khi chia cho 2 thì được 14 này. Chia tiếp cho 2 được 7. Đó, có hai số 2 và một số 7. Như vậy thì thừa số chung sẽ là thừa số nào? À không có một thừa số chung nào hết. Vậy thì ước chung lớn nhất sẽ là bao nhiêu? Ước chung lớn nhất không phải là không có nhá, mà nó sẽ là bằng 1. Ước chung lớn nhất của 12, 15 28 sẽ bằng 1 Bởi vì đơn giản là nếu mà các bạn chọn được thì nó sẽ dễ hơn Nhưng mà không chọn được thì có thể coi nó là mũ không Và mũ không thì nó sẽ bằng 1 Hay giống như ở trong phần chú ý thì ba số này sẽ được gọi là nguyên tố cùng nhau Bởi vì ước chung lớn nhất của nó bằng 1 thì mở rộng ra là nếu mà chúng ta gọi là hai à ba số đôi một nguyên tố cùng nhau thì nó khác nhá. Và cả ba số nguyên tố cùng nhau thì nó lại khác. Các bạn phải rất là chú ý với từ ngữ. Đấy. Thì à, vừa rồi là cô đã hướng dẫn các bạn rất chi tiết cho phần trình bày về ước chung lớn nhất. Thì hai phần còn lại các bạn sẽ làm tương tự như vậy và đi kết luận. Bởi vì cô đã thực hiện cho chúng ta cái phần khá là khó rồi, đó là phần B là ước chung lớn nhất đặc biệt. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần số 3. ở mục số 3 thì chỉ là liên quan đến một chú ý ở phần 1 thôi. Đó là những ước chung của hai hay là nhiều số thì sẽ là ước của ước chung lớn nhất. Đấy. Thì cái quan trọng là chúng ta đã vừa thực hiện một cái cách mà tìm ước chung lớn nhất rất là nhanh. Thế nên là khi mà người ta muốn mình đi tìm ước chung thì người ta lại muốn thông qua cái cách nhanh đó, tức là bị ngược lại. Ngày trước là mình đã đi tìm ước này đúng không? Sau đó mình đi tìm ước chung rồi đi tìm ước chung lớn nhất. Đấy. Nhưng mà qua cái mục số 2 thì từ cái phần phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Tức là mình dựa vào thừa số nguyên tố. Là đi tìm luôn được ước chung lớn nhất. Chính vì vậy mà ở cái phần 3 này, người ta mong muốn là dựa vào điều này để đi tìm được ước chung đi tìm được ước chung thông qua ước chung lớn nhất. Đấy, các bạn có hiểu hai cái sơ đồ này không? Đây là cái mà chúng ta thường làm này và đây là cái mà chúng ta đang thực hiện rất là nhanh và phần 3 này chính là cái mà chúng ta muốn ở đây. Vì trong một số trường hợp không phải lúc nào mình cũng đi tìm ước chung lớn nhất mà mình có thể tìm ước chung. Thì các bạn có thể thực hiện ngay cho cô cái ví dụ số 2, tức là chúng ta đi tìm ước chung lớn nhất rồi đi tìm các ước chung của nó. Đối với số 48 và 120 đều là các số rất là lớn. Nếu mà thực hiện theo cách truyền thống là đi liệt kê các ước ra ấy thì nó rất là dài đúng không? Chúng ta sẽ đi thực hiện nhanh. Đầu tiên là số 48. Chúng ta sẽ phân tích ra đây. Chia cho 2 được 24 này, chia tiếp cho 2 được 12, được 6. 3 Sẽ có 4 số 2 sẽ bằng 2 mũ 4 nhân với 3. Còn 120. Chúng ta được 60 chia cho 2 30 15 Như vậy là có 3 số 2 2 mũ 3 nhân 3 nhân 5. Và ước chung lớn nhất của hai số này sẽ là Những thừa số chung là 2 và 3 đúng không? Chúng ta sẽ viết trước này. Mũ thì 3 và 4 thì đương nhiên chọn 3 rồi, nhỏ nhất mà. 3 3 thì giống nhau nên giữ nguyên. 8 x 3 24, như vậy ước chung lớn nhất của hai số này chính là 24. Đó. Và bây giờ đi tìm ước chung thì quá là dễ rồi, chúng ta sẽ liệt kê tất cả các ước của ước chung lớn nhất. À, chúng ta sẽ bỏ chuyện lớn nhất đi. Đây đi liệt kê tất cả các ước của 12 à của 24. 24 nó nhỏ hơn nhiều so với 48 và 120 đúng không? Nên là các bạn hoàn toàn có thể liệt kê được. Tập hợp gồm 1 này, 2, 3, 4, 6, 8. Tiếp tục là chia cho 3 được 8 này, chia 2 được 12 và 24. Đấy. Nếu mà các bạn không tin thì có thể làm thêm một bước là làm theo cách khác Tức là đi liệt kê ước của 48, 120 Rồi tìm tập hợp ước chung xem nó có giống như là cô đã nêu ở đây hay không nhá. Thì cách làm này rất là hiệu quả Và nếu mà như cái bài về Bắc Thành ở bài 1 bài tập về nhà ấy, Thì các bạn biết tìm ước chung lớn nhất thì sẽ tìm được 12 Và sau đó là tìm ra số hàng thì sẽ là ước của 12 đúng không? Nó khá là nhanh thì vừa rồi cô đã hướng dẫn các bạn qua tất cả những cái nội dung của bài giảng ngày hôm nay có liên quan đến ước chung lớn nhất cái quan trọng nhất chính là cái mục số 2 các bạn phải biết các bạn phải biết xuất phát từ phần phân tích một số ra thừa số nguyên tố để tìm được ước chung lớn nhất sau đó thì liên hệ lại với những cách truyền thống mà chúng ta đã làm rồi thực hiện một vài các ví dụ liên quan thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn một vài các bài tập để thực hành cho nội dung bài giảng ngày hôm nay Chúng ta lại gặp một cái ví dụ mà nó gần giống như ví dụ số 2 Thực hiện là đi tìm ước chung Thông qua ước chung lớn nhất đúng không? Thì uh, những cái bài tập tương tự như thế này Mục đích là để giúp các bạn có thể là rèn luyện tốt hơn Cho kỹ năng là tìm ước chung lớn nhất Và đi tìm ước chung Tức là tìm cái này rồi lại tìm cái kia thông qua nhau Thế thì uh, cái phần này nó cũng lặp đi lặp lại Gần giống như đi tính toán thôi Nhiều bạn là rất chán tính toán bởi vì các bạn đã làm tốt rồi Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta không à, hoạt động liên tục ấy, thì các bạn có thể bị quên một số cái phần quan trọng và một lúc nào đấy là chúng ta lại bị nhầm hoặc là không nhớ. Nên là cô nghĩ rằng là những bài toán này là rất cần thiết ở thời điểm hiện tại khi mà chúng ta mới học cái phần kiến thức này. Thì ở bài phần trước là cô đã nói rất là kỹ rồi nên là trong cái ví dụ số 3 này thì các bạn cũng coi như là một cái bài tập để ứng dụng cho phần số 3 bài tập về nhà. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển ngay sang ví dụ thứ tư nhé. Ví dụ thứ tư thì cô muốn giới thiệu với các bạn một cái dạng bài khác mà đề bài của nó không còn nhàm chán nữa, không còn nêu là tìm ước chung lớn nhất hay là ước chung mà ở đây chúng ta sẽ phải đi tìm một số tự nhiên x thỏa mãn. Nó có liên quan đến phần ước này. Thế thì đầu tiên là điều kiện của x là chắc chắn nó là số tự nhiên. Sau đó là biết rằng hai số trên thì đều chia hết cho x. Đấy là điều kiện thứ nhất điều kiện thứ hai là nó nằm trong khoảng từ 10 đến 20, tức là bị kẹp giữa hai số. Thế thì chúng ta lại phải liên hệ giữa sự chia hết và ước bộ. Bây giờ cả hai số này đều chia hết cho x thì x có phải là ước chung của hai số hay không? À, chính xác đúng không? Chính xác là ước chung của hai số. Và bài toán thì đơn giản là đi tìm những ước chung thỏa mãn lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20. Thế thì bài toán này lại là bài toán về ước chung cơ, chứ không phải là ước chung lớn nhất. Và các bạn hoàn toàn có thể thực hiện theo cách truyền thống là đi liệt kê ra. Nhưng mà cô khuyên là chúng ta nên thử theo cách tìm ước chung lớn nhất trước rồi mới tìm ước chung nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trình bày bài số 4 này. Đầu tiên là theo đề bài thì chúng ta sẽ suy ra được Rõ ràng là 112 chia hết cho x 140 cũng chia hết cho x Và đương nhiên x sẽ là thuộc ước chung 112 và 140 Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích hai số ra thừa số nguyên tố nhé 112 chia cho 2 sẽ được 56 chi tiết cho 2 28 Cô lại nhắc lại là tại sao đối với cô thì phân tích này nhanh như vậy thì các bạn cô cũng mong muốn là chúng ta sẽ thực hiện được những cái phần nháp này nó nhanh là bởi vì đây là những kiến thức rất là cũ rồi. Nó là dấu hiệu chia hết cho các số cụ thể hơn là các số nguyên tố từ nhỏ đến lớn thì các bạn chỉ cần phân tích kỹ như thế là chúng ta sẽ quen dần và đây là cách trình bày theo cột dọc nó cũng mất không quá nhiều diện tích. Đấy, thì sau khi xong các bạn có thể kiểm tra lại đúng chưa? Ở đây có 4 số 2 đúng không? Sẽ bằng 2 mũ 4 nhân 7. Tương tự với số 140. 140 sẽ được 70 này. Chi tiết cho 2 là 35 70 này khá là quen thuộc đúng không? Chia hết cho 5 được 7 2 số 2 2 mũ 2 nhân 5 nhân 7 Và đương nhiên ước chung lớn nhất của hai số Thừa số chung sẽ là 2 và 7 Nhưng mà 2 thì lấy mũ 2 thôi đúng không? Mũ nhỏ hơn này 7 thì lấy mũ 1 vẫn giữ nguyên Đây là 4 x 7 bằng 28 Đó, như vậy thì đã tìm được ước chung lớn nhất của hai số Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm ước chung Từ đó suy ra ước chung Ước chung thì sẽ là một tập hợp gồm các số là ước của 28 là ước của 28 thì chúng ta hoàn toàn nhẩm được. Đây là một số nhỏ. 2 4 7 14 và 28 đúng không? Tuy nhiên thì uh, x sẽ thuộc tập hợp này nhưng mà nó phải thỏa mãn là lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20. Thì chúng ta sẽ suy thêm một bước nữa. x sẽ thuộc tập hợp 1 2 bốn và lúc này chúng ta sẽ rút gọn nó lại chúng ta sẽ chỉ lấy là 14 thôi đúng không vì Hoặc là các bạn có thể suy ra là x bằng 14 luôn Đấy. Bởi vì nó chỉ có một phần tử thôi Còn khi có viết tập hợp dưới dạng này thì sẽ phải ghi là thuộc nhé nếu mà bỏ ngoặc đi thì sẽ ghi là bằng 14. Đó. Thì đây là cách làm mà cô khuyên các bạn sẽ thực hiện đó là chúng ta sẽ đi tìm ước chung lớn nhất trước, sau đấy là tìm ước chung và đi tìm x thỏa mãn điều kiện cuối cùng. Nếu không ấy các bạn có thể đi liệt kê tập hợp các ước chung theo cách truyền thống nhưng mà nó rất là dài và dễ bị thiếu. Nhưng mà chúng ta có thể coi nó là một cách khác để đi so sánh Nhiều lúc thì những cái bài khó nó thường sinh ra theo cách truyền thống Nên là các bạn có thể làm nhiều cách khác rồi thì bị quên mất nhá đó thì kết thúc bài số 4 này thì cô muốn mở rộng với các bạn một cái dạng bài mà thường gặp cho phần về ước chung cũng như là ước chung lớn nhất Tương tự với những cái bài ở phía sau Và bây giờ thì cô sẽ gợi ý cho chúng ta một vài các bài tập về nhà để áp dụng cho phần này còn rất nhiều các bài tập khác mà chúng ta cần phải luyện tập cho nội dung về ước chung lớn nhất và liên quan đến ước chung. Nhưng mà ở đây thì cô chỉ gợi ý cho các bạn về hai bài tập thôi. Đây là hai bài tập cũng khá là cơ bản. Còn bài số 2 thì nó có đề cập đến một trong những cái trường hợp đặc biệt để chúng ta phân biệt được những số nguyên tố cùng nhau hay không. Nhưng mà nó sẽ có trường hợp là hợp số hoặc là số nguyên tố. Và ở bài sau thì cô cùng các bạn sẽ tìm hiểu về bội chung nhỏ nhất và thử xem là nó có giống như với ước chung lớn nhất hay không nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng tới.